cái khó nhất không phải là dạy cái đứa trẻ, mà cái khó nhất là dạy những cái bậc cha mẹ. Tại vì cha mẹ chính là cái tấm gương cho con. Cô ơi, em có con cháu 8 tuổi mà nó thích quay TikTok, giờ nên khuyên nó làm sao cô? Có gì đâu khuyên. Đối với chị hay nói với mấy bạn đó là bạn sẽ sống cái cuộc đời khác với những người mà đẻ ra ở cái thế kỷ bây giờ. Bạn thấy thậm chí như bạn cũng đã khác với ba mẹ của bạn rồi. Bạn không có khuyên được, bạn chỉ có thể, tiếng Anh nó gọi là support, có nghĩa là bạn chỉ có thể hỗ trợ họ bằng cái cách là hướng dẫn họ để mà dùng những cái technology, những cái dụng cụ như điện thoại hay là máy vi tính hay là những cái thứ này thành một cái thứ tích cực thôi. Chứ bạn không thể nào mà bạn cấm cản được, trong khi chính bạn cũng nhờ internet để mà bạn học kiến thức mà. Thì tiếng Anh nó ở trong những cái YouTube hay là những cái này nó có cái phần mà block hoặc là chặn những cái phần mà bạn muốn cho con nít nó coi á, thì bạn nên set up cái đó. Chứ còn như nói thiệt, mấy bạn không có cấm cản được, rất là khó. Và nếu như bạn muốn sau này con cháu của bạn nó sống hòa nhập được với thế giới, bạn không thể isolate, bạn không thể để cho nó một mình mà kiểu như ở trên núi, là có nghĩa là không có biết gì về máy tính công nghệ được. Tại vì những cái thứ này bạn phải biết thì sau này bạn mới đi học, bạn mới đi làm, bạn trở thành kỹ sư vi tính hay kỹ sư công nghệ thông tin được. Đừng có nghĩ cái gì đó nó quá nhiều là nó là cái điều tiêu cực, tại vì chính bạn cũng đang dùng nó. Như Nhi nói, con dao mà đưa cho tay của người tốt thì người ta sẽ cắt hoa quả, nhưng mà đưa tay vô người xấu thì người ta sẽ đi giết người, đơn giản vậy thôi. Thì máy vi tính hay là internet nó cũng vậy. Nếu như đưa cho một người giống như Nhi hoặc giống như những cái người mà coi kênh của Nhi, nó là một cái thứ tích cực, tại vì họ cần những cái thứ kiến thức này để họ phát triển, để học. Bây giờ bạn có thể chạm đến một cái nền văn hóa mà cách xa bạn bao nhiêu vòng trái đất rồi, xong người ta ở một đất nước khác, giờ giấc khác, văn hóa khác, ngôn ngữ khác, rồi bạn vẫn có cơ hội học được là nhờ internet, cho nên bạn không thể cấm được. Tìm một cái cách nào đó mà mình tư vấn và hỗ trợ và ở kế bên làm bạn để mà dạy cho con cháu của mình, dạy cho bạn bè của mình cách sử dụng internet tốt thôi. Nhưng mà thường cũng khó lắm, tại vì nó là ý thức của mỗi người nữa. Người có cái nhu cầu sống tích cực thì họ mới tìm cái này, còn nếu không thì họ có coi những cái thứ như vậy, những cái điều mà như vậy, người ta cũng thấy nó là nó nhảm, hiểu không? Cho nên là bạn cũng phải tùy người mà bạn giúp nữa. Như nói, bạn không có giúp ai được nhiều đâu, đừng có quan tâm quá nhiều đến mình muốn giúp nhiều người quá, mình muốn thay đổi thế giới quá. Nhưng mà trước mắt bạn thay đổi bạn là cái hình mẫu, bạn giống như cái mẫu thử vậy. Và khi những cái người xung quanh bạn, người ta nhìn bạn, nó sẽ có hai loại người. Một người, người ta sẽ thích cái sự thay đổi của bạn, người ta sẽ nói wow, mày thay đổi tích cực, tao thích mà quá, làm sao mày thay đổi được vậy, thì người ta sẽ bắt đầu hỏi bạn để người ta học theo. Nhưng có một cái loại người thứ hai, người ta kêu bày đặt ra vẽ rồi sống an phận đi, tại sao phải thích thế này thế kia. Thì đến lúc đó bạn lại là người chọn lựa là bạn muốn tiếp tục phát triển hay là bạn bị những cái lời đó xô bồ theo bạn. Em thì khuyên mẹ bé không nên cấm, chỉ nên làm bạn rồi dạy giải trí lành mạnh. Em sợ mẹ nó cứ la, nó lại sinh ra cái tôi thì không hay đó cô. Đúng rồi, tại vì thậm chí những cái lớp mà Nhi đi học bên này, và thậm chí những cái người mà Nhi đang dạy á, những cái người mà Nhi đang coach á, đa phần làm ba làm mẹ hết. Cái khó nhất không phải là dạy cái đứa trẻ, mà cái khó nhất là dạy những cái bậc cha mẹ. Tại vì cha mẹ chính là cái tấm gương cho con. Thì cái con đường đúng nhất mà Trúc Trương nên theo á, đó là nói mẹ bé rảnh coi kênh của Nhi đi, nếu mà mẹ thích vậy thôi. Chứ còn bạn không thể dạy mấy đứa con nít được, bạn phải dạy cái người mà đỡ đầu cho những đứa con nít đó, những người bậc làm cha làm mẹ, những người làm cha mẹ nuôi, những người làm ông làm bà, những cái người mà hả là cái tấm gương để cho cái đứa trẻ đó nó lớn lên. Đó là cái lý do tại sao mỗi ngày Nhi phải sống, Nhi phải nhìn vô con Nhi, và Nhi phải làm thậm chí những hành động nhỏ của mình phải nhìn để mà mình coi là à, con mình nó đang nhìn theo mình hàng ngày đó, để cho bé nó lớn lên nó biết được. Ví dụ như hôm qua Nhi kể cho mọi người nghe một cái chuyện, nó rất là, Nhi không biết nó có dễ thương với mọi người không, nhưng mà Nhi cảm thấy nó rất là dễ thương, cũng thấy tội nghiệp một phần nữa. Đó là bé hỏi Nhi là mẹ chết có nghĩa là cái gì vậy, tại vì bé mới có 4 tuổi, bé chưa có hiểu chết là cái gì. Mọi người ơi, gần qua 5 tuổi thì Nhi mới không biết là Nhi nên nói là ừ, đợi lớn xíu nữa rồi mẹ giải thích, hay là mình giải thích luôn thì Nhi mới giải thích cho bé hiểu. Thì chết có nghĩa là một người nào đó, người ta không thở nữa, người ta như đi ngủ vậy đó, nhưng mà người ta sẽ ngủ vĩnh viễn, người ta sẽ không thức dậy nữa. Cái xong Nhi chỉ thả ở đó thôi, thì trong đầu bé tự nhiên liên tưởng đến à, có nghĩa là không bao giờ quay trở lại nữa hả mẹ, có nghĩa là một ngày nào đó mẹ cũng sẽ chết, rồi ông cũng sẽ chết, rồi bà nội cũng sẽ chết, rồi cô dì chú bác ai cũng sẽ chết hết hả mẹ. Cái vậy như nó ừ thì đúng rồi, ai cũng phải chết hết, ai đến cuộc đời này rồi cũng phải đi hết đó con. Đó là lý do tại sao mỗi ngày mẹ phải dạy con nhiều thứ như vậy, tại vì lớn hay mai mẹ đi thì không biết cách ăn, cách mặc, cách đứng, cách nói, rồi cách sống làm sao cho tử tế. Cái xong nó òa lên nó khóc vậy, như thấy nó rất là dễ thương. Đó là con mình, nó ngây thơ, nó trong trắng, nó cả
cảm thấy nó yêu thương những cái người của nó nghe là không sẽ gặp nữa thì nó sẽ thấy là buồn. Tự nhiên sau đó nó chùi nước mắt đi đó, nói mẹ con muốn làm những cái thứ giống như mẹ, con muốn sống như mẹ, con muốn biết nhiều thứ như mẹ. Thì nhờ cái điều mình dạy thì con mình tự nhiên nó nói mình với cái câu đó. Như biết là bé sẽ không hiểu hoàn toàn 100% cái câu bé vừa mới chia sẻ, nhưng chí ít đó là những cái cách mà người lớn phải bắt đầu. Đó là mình phải dạy cho con mình là à, tại sao mẹ phải đi làm. Nhưng không có nói với con là con có biết là mẹ đi làm cực khổ để nuôi con không? Không có. Như đem bé theo luôn. Để làm gì? Để con mình nhìn thấy được cái công việc của mẹ, để nó hiểu được là mẹ không có đi chơi, mẹ đi làm. Và đi làm có nghĩa là cái gì? Kiếm tiền có nghĩa là cái gì? Các bậc làm cha làm mẹ càng cứ đem nói với con như trong đầu, con có hiểu là ba mẹ cực khổ nuôi con để làm cái quái gì? Nó không hiểu, làm sao nó hiểu được? Nó đâu có thấy đâu mà nó hiểu. Đem nó theo, đi tới văn phòng, cho nó ngồi cái bên để nó nhìn thấy cái công việc mình làm, giao tiếp với những cái người mà mình đang làm, để nó nhìn thấy được là à, mẹ rất là vất vả. Nhi đi nắng đi mưa nhưng cũng đem con Nhi theo. Có những lúc Nhi đem được những cái cuộc họp, Nhi đem được, Nhi sẽ đem theo những cái cuộc đi làm mà Nhi đem theo được thì Nhi đem theo. Ba mẹ càng bảo bọc con rồi xong bắt con hiểu, đó là một cái lối dạy ngu xuẩn là cái thứ nhất. Đó là một cái lối dạy ấu trĩ, cổ lỗ sĩ và không có hiệu quả. Bởi vì nếu như thật sự hiệu quả, nó đã ra một cái lớp trẻ lành mạnh và có hiểu biết rồi, nhưng mà bù lại là không. Con nít bây giờ nó rất thụ động bởi vì những cái yếu tố này, bởi vì ba mẹ không có nhu cầu nạp kiến thức để mà cho con mình cái tính tự lập là như vậy đó. Cho nên là Trúc Trưng không có bày được đâu. Trúc Trưng chỉ có thể nói với người cha người mẹ đó là à, tìm hiểu thêm kiến thức đi, nâng cấp bản thân lên đi. Tại vì cha mẹ có kiến thức đó là cả một cái quá trình 4-5 năm qua. Chị từng câu từng chữ chị nói với con chị phải, người ta gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Và thậm chí ngoài cái chuyện dạy con ra, tại vì con nít nó không có nghe mà nó nhìn. Ví dụ như trong cái thời kỳ này chị ở nhà, chính phủ nó bắt đầu khóa chặt lại, chị ít đi ra nhà hàng, ít đi ăn hơn, chị ở nhà chị ăn với con nhiều hơn. Và buổi sáng thì chị dành thời gian đi bộ với bé nhiều hơn, tại bé không đi học 2 tuần này rồi, chính phủ có đóng hết những cái trường học. Thì để cho con mình ở nhà làm sao để mình kết nối, thì buổi sáng sớm sau khi chị tập thể dục xong, bé thức dậy thì chị cất điện thoại và chị đi bộ với bé trong công viên 1 tiếng. Con mình nó sẽ không có nghe là à, mẹ tập thể dục mẹ sống lành mạnh đâu. Mình phải cho nó một cái ví dụ. Và mọi người sẽ bị ngạc nhiên nha, và Nhi nghĩ ở Việt Nam nó cũng có tình trạng này. Tức là ở cái công viên buổi sáng sớm lúc 6:30, 7 giờ sáng, Nhi không thấy một cái đứa trẻ con nít nào ngoài con Nhi hết. Nhi bị giật mình luôn. Cái này là cái mà các bậc cha mẹ bây giờ phải suy nghĩ. Cho con mình thức khuya quá trễ, lạm dụng những cái thứ không nên lạm dụng quá trễ, và buổi sáng kết quả là cái gì? Con mình không có dậy sớm được. Đây nó sẽ đẩy đến một cái hệ lụy, một cái thế hệ trẻ trong tương lai rất là kém phát triển. Thứ nhất là về trí não, thứ hai là về thể chất, thứ ba là về cái vận động thể chất. Ở đây là không có một cái thói quen từ nhỏ là ăn uống lành mạnh, thức dậy sớm, tập thể dục, hoặc là ba mẹ không có lành mạnh. Thì như Trúc Trương nói đó, để con mình nó dễ thương và nó có được cái suy nghĩ như vậy và nó ngây thơ như vậy, hoặc là mình có thể dạy nó như một cái tờ giấy trắng thì mình vẽ lên, nó đòi hỏi các bậc làm cha làm mẹ mình phải đi theo và mình phải chứng minh cho con mình thấy mình làm. Ví dụ như con Nhi nó biết rất rõ lịch trình của Nhi luôn. Có những lúc nó nói là mẹ mẹ đi tập thể dục hả, rồi mẹ mẹ đổ mồ hôi nhiều á, đổ mồ hôi rất là tốt nha mẹ, đổ mồ hôi là mình sẽ mạnh, rồi mẹ nói là đổ mồ hôi là tốt cho nên con cũng rất là thích đổ mồ hôi với mẹ. Ví dụ như vậy. Những cái đó là những cái mà nhỏ nhỏ mà nhiều người người ta không để ý thấy, nhưng mà đối với Nhi, Nhi dạy cho con Nhi những cái thứ đó mỗi ngày á, và con mình nó dạy lại mình nữa, nó dạy lại cho mình thấy được là trời ơi, con người đẻ ra hả, nó thật sự nó là một cái cơ hội á, thay đổi được một đứa trẻ, thay đổi được một con người, nó là một cái cơ hội cho thế giới. Tại vì sau khi nó lớn lên, nó sẽ là người cống hiến lại cho xã hội. Nhưng không biết nó có cống hiến được hay không, hay nó có làm được cái gì tốt đẹp hay không, nhưng mà bây giờ chí ít là bậc làm cha làm mẹ, Nhi biết cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn. Ngoài cái chuyện dạy mà nói bằng miệng á, thì nó còn phải hành động nữa. Ok, thì các bậc làm cha làm mẹ là phải thay đổi rất là nhiều. Sau khi mà chị sinh con xong á, thì chị sẽ tư vấn cho các bạn trẻ nè, ngoài cái chuyện mà có tiền ra thì bạn còn phải có kiến thức, và bạn còn phải có, mà có chuẩn bị mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có những cái thứ mới ở trong cái cuộc sống hôn nhân, cái cuộc sống vợ chồng và cái cuộc sống con cái mà bạn phải học. Tại vì không có một đứa trẻ nào giống nhau hết, Nhi thề. Những cái Nhi học bao nhiêu trước lúc Nhi đẻ con Nhi ra, nó là một con người khác nữa. Ok, cho nên là bạn phải học nó hàng ngày luôn á. Bạn phải kiểu như là từng ngày một, bạn phải nâng cấp bản thân mình lên để mình hiểu được một đứa trẻ cái điều gì là dạy để thích hợp với cái tính cách của con bạn nữa. Tại vì ví dụ như nếu như bạn là một cái người mà tham vọng mà muốn con mình làm tỷ phú thế giới đi, thì xin lỗi bạn, không có đứa trẻ nào sinh ra biết được nó làm tỷ phú thế giới hay không. Bạn chỉ có thể support nó tốt nhất, là hỗ trợ cái tốt nhất của nó thôi. Ok, sau này có con đi rồi thích thì hỏi chị Nhi nhiều hơn cái chuyện có con cũng được. Như thường lệ, nếu như mà mọi người thích những cái video như thế này, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi.